Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Thì hôm nay inshallah chúng ta sẽ tiếp tục uh, hành trình tìm hiểu uh, kitab Riyad Salihin uh, Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến chương 96 Thì chương này chúng ta tạm dịch là chào tạm biệt Nhắn gửi trước lúc khởi hành cho một chuyến đi xa thì ở đây như thường lệ tác giả cũng đưa ra một số câu kinh của Quran. Nhưng mà trong chương này thì tác giả chỉ đưa ra một câu kinh duy nhất, hai câu kinh. Đó là câu kinh 132, 133 của chương Al-Baqarah. Lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala là وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حذر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإله واحدة ونحن له مسلمون الله سبحانه وتعالى فعلاً يا إبراهيم đã dặn dò điều đó cho các con của y và cũng dặn dò các con như thế, nói, Này các con, quả thật Allah đã chọn cho các con một tôn giáo, bởi thế các con hãy đừng chết trừ phi các con là những người Muslim, tức thần phục Allah. Phải chăng các ngươi hỡi con cháu của Israel đã chứng kiến cảnh giả dạ cúp sắp từ trần khi y bảo các con của y, các con sẽ thờ phượng ai sau khi ta mất? các con của y thưa, chúng con sẽ thờ phượng thượng đế của tổ tiên cha Ibrahim, Ismail, Ishaq, một thượng đế duy nhất và chúng con là những người Muslim thần phục ngài. Allah subhanahu wa taala phán cho chúng ta biết rằng Nabi Ibrahim cũng như Nabi Ya'qub đều nhắn nhủ và dặn dò con cái của mình trước khi họ sắp đi xa trước khi họ trở về với Allah. Đó là cuộc từ biệt cõi trần để bắt đầu cho chuyến à, hành trình trở về với Allah subhanahu wa ta'ala. Chúng ta tiếp tục đến hadith, uh, hadith 705. Thì hadith này do ông Zaid bin Arqam radiyallahu anhu thuộc lại. Ông nói, có một ngày nọ, thiên sứ của Allah đứng thuyết giảng cho chúng tôi nghe tại khu vực được gọi là Khumma, nằm giữa Mecca và Medina. Người Sallallahu Alaihi Wasallam tán dương và ca ngợi Allah xong thì người nói, Ây fa innama ana basharun yushiku ayya يا رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي Quả thật ta chỉ là người phàm và Thượng Đế của ta sắp cử đến với ta vì Thiên Sứ của Ngài, tức Thần Chết, và ta phải đáp lại. Và ta bỏ lại cho các ngươi hai thứ nặng nề, có nghĩa là hai thứ vô cùng quan trọng. Thứ đầu tiên là kinh sách của Allah, trong đó có sự chỉ đạo và ánh sáng. Bởi thế, các ngươi hãy nhận lấy kinh sách của Allah và hãy bám chặt lấy nó thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam kêu gọi uh, uh, kêu gọi phải bám lấy người cho lời khuyên cộng đồng tín đồ của người phải bám lấy kinh sách của Allah Subhanahu Wa Taala và sau đó người nói wa ahlu baiti udhakirukum Allah fi ahli baiti udhakirukum Allah fi ahli baiti udhak yuzkiruhukumullaha fi ahli baiti. Nabi Imam Sallam nói, Và người nhà của ta, ta chắc chắn, ta nhắc các ngươi nghĩ đến Allah mà nhớ về người nhà của ta. Ta chắc chắn, ta nhắc các ngươi nghĩ đến Allah mà nhớ về người nhà của ta. Ta nhắc các ngươi nghĩ đến Allah mà nhớ về người nhà của ta. Người đã lặp đi lặp lại câu này ba lần. Thì hadith này do Muslim ghi lại. Bài học từ Hadith. Bài học thứ nhất đó là Hadith khuyến khích người tín đồ nhắn gửi và dặn dò người thân cũng như bạn bè về những điều quan trọng và cần thiết cho họ lúc chuẩn bị đi xa hoặc lúc hấp hối, đặc biệt là nên nhắn gửi và dặn dò giữ gìn tôn giáo. Chúng ta có thể xem lại Hadith số 345 của chương 43. Tiếp tục, chúng ta đến với Hadith 706. Hadith này uh, do ông Abu Sulaiman bin Malik al-Huwayrith radhiyallahu anhu thuật lại. Ông nói: Chúng tôi đến gặp thiên sứ của Allah và lúc đó chúng tôi là những thanh niên trạc tuổi nhau. Chúng tôi đã ở lại chỗ của người hai mươi đêm. Thiên sứ của Allah là người nhân hậu, người nghĩ chúng tôi đã nhớ người thân người hỏi chúng tôi đã bỏ người thân ở nhà gồm những ai và chúng tôi đã nói cho người biết thế là người nói ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم فليؤم فليؤمكم أكبركم متفق عليه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Các ngươi hãy trở về với gia đình, hãy ở lại với họ, hãy dạy họ về Islam và bảo ban họ làm điều thiện tốt. Hãy dâng lễ nguyện xóa lá đúng giờ quy định, hãy dâng lễ nguyện xóa lá đúng giờ quy định. Khi đến giờ lễ nguyện xóa lá, một người trong các ngươi hãy Adhan và người lớn tuổi nhất trong các ngươi hãy làm imam cho các ngươi. Hãy đích gia Bukhari và Muslim lại. Riêng trong uh, lời dẫn của Al-Bukhari thì có phần bổ sung là là bị nói wa sallu kama ra'aytumuni và các ngươi hãy dân lễ nguyện lá giống như các ngươi nhìn thấy ta dâng lễ nguyện sala. Bài học từ hadith chúng ta vừa nghe <laughs> đó là hadith 706. Bài học thứ nhất đó là hadith cho chúng ta thấy rằng bắt buộc phải đi du học cho kiến thức thì tìm tòi kiến thức Islam nếu như việc giảng dạy trong xứ không đủ không đủ hoặc không thuận lợi dù là để đạt được uh, nếu như là những cái việc giảng dạy trong xứ nó không đủ điều kiện hoặc không thuận lợi thì dù là để đạt được uh, fardhu hay là Fardul kifaya Bài học thứ hai đó là Hadith khuyến khích người à, nắm quyền lãnh đạo cũng như người quản lý hỏi thăm đến từng cá nhân nằm dưới quyền lãnh đạo và trong coi của mình. Bài học tiếp theo nữa đó là Hadith cho chúng ta thấy lòng nhân hậu của thiên sứ Muhammad s.a.w. đối với các vị sohbát của người. Và bài học tiếp theo nữa đó là hadith là một bằng chứng rằng người alim tức là người thông hiểu, thông thạo về kiến thức Islam phải có nghĩa vụ truyền dạy những gì mà mình biết được cho những người không biết, đồng thời phải kêu gọi họ làm điều đúng và ngăn cản họ làm điều sai trái. Và bài học cuối cùng của hadith đó là hadith khẳng định rằng giáo lý Islam quy định azan cho các lễ nguyện Salah. Và chúng ta nên chọn và những người Muslim nên chọn người lớn tuổi hơn làm imam trong lễ nguyện Salat nếu như có sự ngang bằng nhau về kiến thức giáo lý. Chúng ta tiếp tục đến hadith uh, 707. Hadith này do ông Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu thuật lại, ông nói: Tôi xin phép thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đi làm Umrah, người cho phép và nói: "Ya akhi, la tansa-na min du'aika." Nabi nói: "Này hỡi người anh em, chớ đừng quên." Nabi nói với Umar: "Này hỡi người anh em, chớ đừng quên chúng tôi trong lời cầu nguyện của anh." tức Nabi đã nhắn gửi Umar là đừng quên cầu nguyện Allah cho người. Bài học từ hadith đó là hadith chúng ta thấy rằng sự lễ độ của các vị Sahaba đối với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam. Bài học thứ hai đó là hadith khuyến khích người tín đồ Muslim nhờ những người Muslim đồng đạo khác của mình cầu nguyện cho mình, đặc biệt là nên nhắn gửi người đi hành hương Hajj cầu nguyện cho mình tại ngôi đền Kaaba. Hadith 708. Ờ uh, hadith này do ông Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu <laughs> anhu thuật lại. Ông nói: "Cha tôi Abdullah bin Umar thường nói với những người đàn ông chuẩn bị đi xa: Hãy xích lại gần tôi để tôi chia tay tạm biệt anh giống như thiên sứ của Allah đã thường chia tay tạm biệt chúng tôi và người nói dinaka wa amanataka wa khawatima amalika Xin chia tay tạm biệt anh, cầu xin Allah bảo vệ tôn giáo Amanah và kết cuộc cho việc làm của anh. Thì đây là lời dua mà Nabi thường nói với các vị so ba mỗi khi mà họ chuẩn bị đi xa hoặc là người chuẩn bị đi xa. Bài học từ Hadith. Đó là Hadith khuyến khích người tín đồ uh, chia tay tạm biệt những ai chuẩn bị đi xa với những lời này. Hadith 709 Ông Abdullah bin Yazid al-Khatmi al Radiyallahu anhu thuộc lại Ông nói Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam Khi người muốn chia tay tạm biệt đoàn quân Thì người thường nói Astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawati amalikum Xin chia tay tạm biệt các anh em, cầu xin Allah bảo vệ tôn giáo Amana và kết cuộc cho việc làm của các người. <laughs> Bài học từ Hadith đó là Hadith khuyến khích người lãnh đạo chào tạm biệt đoàn quân bằng những lời lẽ này khi họ ra quân, khi họ chuẩn bị ra chinh chiến. Hadith cuối cùng của chương 96 đó là hadith 710 710 hadith này do ông Anas bin Malik radhiyallahu anhu thuộc lại ông nói một người đàn ông đã đến gặp thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam và nói thưa thiên sứ của Allah tôi chuẩn bị đi xa xin người cầu nguyện cho tôi thiên sứ của Allah nói cầu xin Allah ban cho anh lòng tất qua. Người đàn ông tiếp tục nói xin người cầu nguyện thêm nữa cho tôi. Thiên sứ của Allah sallallahu nói cầu xin Allah tha thứ cho tội lỗi của anh. Người đàn ông lại tiếp tục nói xin người cầu nguyện thêm nữa cho tôi. Thiên sứ của Allah nói cầu xin Ngài ban sự dễ dàng và điều tốt đẹp cho anh bất cứ nơi đâu anh có mặt. Thì hadith này do Tirmidhi ghi lại và ông nói đây là hadith tốt. Bài học từ hadith đó là hadith khuyến khích người tín đồ Muslim khi sắp đi xa tìm đến nên tìm đến những người anh em đồng đạo của mình nhờ họ cầu nguyện cho mình. Thì đây là chúng ta đã kết thúc được chương 96 thì cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ hướng dẫn và so sáng chúng ta và cho chúng ta à, làm theo những gì mà chúng ta nghe được, hiểu được và tiếp thu được. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala sẽ chấp nhận tất cả mọi việc làm của chúng ta và tha thứ tội lỗi cho những gì chúng ta lỡ làm sai, lỡ làm trái với người, với Ngài. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala thu nhận chúng ta vào thiên đàng của Ngài. Wa billahi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.